Mark One số 1 về Mark. What's up nha cho anh em, Tùng Trôn đây. Có thể nói rằng là mỗi sản phẩm sinh ra thì đều hướng tới một đối tượng người dùng nhất định và sẽ không có bất kỳ một cái sản phẩm nào đáp ứng được tất cả nhu cầu của tất cả mọi người. Và rõ ràng MacBook cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. MacBook sẽ không phù hợp với lại những ai thì hãy cùng mình vào video ngày hôm nay để tìm hiểu nhé. Lý do đầu tiên mà các bạn không nên mua MacBook đó chính là các bạn muốn có một chiếc máy cấu hình cao nhưng giá phải thật hạt rẻ. Với mức giá khoảng tầm 20 triệu đối với lại mặt hàng Lineal, đối với lại MacBook thì chúng ta sẽ chỉ mua được những chiếc máy có cấu hình là Core i5 và sẽ không có cạc rời. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chuyển hướng sang mua những cái chiếc máy chạy Windows với tầm giá 20 triệu thì chúng ta sẽ có thể mua được những cái chiếc laptop Core i7 và có cạc rời. Và như vậy nếu mà xét về yếu tố kinh tế thì laptop Windows sẽ kinh tế hơn so với lại MacBook về mặt cấu hình. Mình xin nhấn mạnh lại đó chính là về mặt cấu hình thôi nhá, còn những cái yếu tố khác thì chúng ta sẽ không xét tới. Lý do thứ hai mà các bạn nên cân nhắc mua MacBook đó chính là bạn là một gamer chuyên nghiệp. MacBook là một chiếc laptop sinh ra để dành cho người làm đồ họa cũng như là cho dân thiết kế. Tuy nhiên các bạn vẫn có thể hoàn toàn giải trí một cách nhẹ nhàng với những cái tựa game như là LOL hoặc là bắn CF ở trên MacBook. Tuy nhiên nếu bạn là một gamer chuyên nghiệp và bạn muốn trải nghiệm những cái tựa game nặng ký hơn, ví dụ như là PUBG bật Ultra Setting, thì rõ ràng là cấu hình của MacBook sẽ tỏ ra đuối sức. Và lúc này thì các bạn nên nghĩ ngay tới cho mình là một chiếc laptop Windows Gaming thay vì là MacBook. Lý do thứ ba và cũng là lý do cuối cùng mà các bạn nên cân nhắc khi mua MacBook so với lại Windows đó chính là nếu mà bạn không muốn mua thêm quá nhiều cổng truyền. Ở trên MacBook thì nếu so với laptop Windows thì chúng ta sẽ có ít cổng kết nối hơn và các bạn sẽ cần phải mua thêm nếu mà các bạn muốn sử dụng chúng. Ví dụ như là chiếc MacBook 12 inch thì sẽ chỉ có duy nhất một cổng là USB Type-C. MacBook Pro Retina đời 2016 trở lên thì chúng chỉ có 4 cổng USB Type-C. Còn đối với lại MacBook 2015 đổ về trước thì chúng ta sẽ có khá là đầy đủ các cổng. Tuy nhiên vẫn thiếu một cái cổng mà các bạn vẫn rất hay sử dụng, đó chính là cổng VGA. Và nhìn sang những cái chiếc máy chạy Windows thì chúng ta sẽ có những cái chiếc máy mà có thể đáp ứng được đầy đủ tất cả các nhu cầu về cổng kết nối của các bạn mà sẽ không cần phải mua thêm như MacBook. Chính vậy nếu mà xét về vấn đề cổng kết nối, cái tính kinh tế cũng như là cái độ tiện dụng thì MacBook sẽ có một phần thua thiệt một chút so với lại những chiếc laptop chạy Win. Như vậy là vừa rồi mình cùng với các bạn đã điểm qua 3 lý do mà các bạn sẽ cần phải cân nhắc trước khi mua MacBook. Và theo bạn là những cái chiếc MacBook còn có cái điểm gì thua thiệt hơn so với lại những cái chiếc laptop chạy Windows thì các bạn đừng quên để lại comment ở dưới bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.